Hay lỡ lỡ con ngủ ngủ. Bố mẹ lỡ thì kệ bố mẹ, con ngủ thì kệ con, thiệt tình luôn. Hello mọi người, hôm nay mình đưa em đi đi sắm đồ Tết và đây là em đi. Yeah, em đi có một bộ đồ ballet cute lắm, mà cứ thích mấy tay hoài luôn nè. Mình đưa em đi tới Vision Mall và mua đồ, tại vì ở đây đồ kit rất là nhiều, nhưng mà cái thương hiệu mà mình quyết định là mình sẽ đi đầu tiên ấy đó chính là H&M, à H&M kit, tại vì chỗ này nó cũng khá là nhiều mẫu mã, mà thật ra là nó cũng không có, nói chung là giá cả cũng phải chăng á. Bây giờ mình sẽ đi lên đó nha. Ok đó, hai bố con. Em đi chơi thích lắm. Bộ đồ của này kìa, bộ đồ của này, bộ đồ mút ballet. Vợ chồng Honey đã chuẩn bị cái điện em bé, tại vì mình nãy giờ bé thì cũng bố cũng đi cũng đã hơi mỏi rồi đó, thì bây giờ mình quyết định xài dùng cái điện này để đi lựa đồ cho Honey. Mình đã tới các anh em rồi, bây giờ mình đi vô. Nãy giờ nhiều người nhìn kiểu ổn đi là trăng gái gì bộ định mua cái đó nhưng mà hết size. Từ 2 tuổi đổ lên. Ngày chị Vi nói là từ 2 tuổi đổ lên. Thôi bây giờ mẹ tính tiền cái này. Cho mà có gì mình đi qua chỗ khác mình coi ha. Ok. Tính tiền. Chỗ thứ hai mình tới đó chính là đây. Dạ. Ở trong giá thì nó sẽ có một khu gắp kít. Mình sẽ vô gắp kít thôi. Chơi
đồ. Giường bông. Cái này bộ này sexy nè. Cái này là thở lưng đồ nha. Cái này là áo riêng, quần riêng nha. Một bộ có xuất sắc chưa? Giận hủ vậy. Em mua đồ cho em đi và bố mẹ nó hào hứng rồi em đi ngủ. Còn em mua như đây cho em thôi. Đủ rồi. Lỡ lỡ con ngủ ngủ. Ok mọi người, như vậy thì em đi sẽ có những cái bộ đồ Tết như vậy, rồi mọi người thấy rồi. Cái cộng đồ Tết hôm nay em đi sẽ được rỡ. Mọi người nhớ đón theo dõi video clip của em đi nha. Từ từ nha. À, tỉnh dậy rồi kìa.